Chào em, chị Tinh Hiền, năm nay chị 41 tuổi, nhà chị tại quận Tân Bình và công việc của chị thì là kinh doanh spa mini nhỏ nhỏ. Hôm nay thì chị đến tái khám sau một tháng trồng răng im lặng đó em, bên đây là được một tháng rồi. Tình trạng răng trước đây của chị thì chị bị mất cái răng số 6 và do có thói quen là ăn nhai một bên đó thì lâu ngày dẫn đến nó mòn, bị sâu răng và mất răng luôn ấy em. Thực ra là khi mà chị muốn làm răng thì chị cũng tìm hiểu rất là nhiều nơi, lên mạng tìm hiểu rất là nhiều nha khoa, và khi mình tìm hiểu nhiều như vậy thì mình cũng hơi bị rối, cũng chưa biết tính như thế nào. Thì cũng may quá có một người bạn đã làm ở nha khoa quốc tế Daiichi rồi, thì bạn đó kêu là đến đây làm tư vấn thử xem như thế nào, cho nên là chị quyết định chị đến đây chị tư vấn thử xem. Đầu thì chị đến đây thì được bác sĩ chào đón và tư vấn rất là nhiệt tình, rồi khám cũng rất là kỹ. Sau khi chụp X quang xong thì bác sĩ nói là chị đã bị mất răng, thì bác sĩ cũng khuyên là nên trồng răng sớm để tránh cái tình trạng là sau này là nó có thể là ảnh hưởng tới nó lệch mạch luôn á, hay là bị tiêu hàm, cho nên nghe vậy chị cũng rất là sợ. Với lại chị cũng nghĩ là thôi mình còn trẻ thì mình cũng nên làm, để sau này nhiều khi mà già rồi mình muốn làm thì sức khỏe nó cũng không có, cho nên là chị quyết định chị làm luôn. Và bác sĩ cũng tư vấn cho chị rất là nhiều dòng răng như là của Mỹ, của Pháp, của Thụy Sĩ và của Hàn Quốc, thì chị cũng chọn răng Dentium của Hàn Quốc, tại vì cái giá thành là cũng hợp túi tiền mà chất lượng nó lại vượt trội nữa, cho nên là chị quyết định chị làm luôn. Sau khi chị trồng răng xong thì chị cảm thấy rất là thoải mái trong vấn đề là không lo đau nhức nè, không lo tiêu xương hàm sau này nè, và rất là thoải mái về vấn đề ăn nhai cũng như là yên tâm về mặt thẩm mỹ nữa, cho nên là rất là vui. Sau khi mà trải nghiệm dịch vụ tại nha khoa quốc tế Daiichi thì cá nhân chị thấy rằng chị cực kỳ hài lòng luôn, và các bác sĩ ở đây làm việc thì rất là tận tâm tận tình trước, trong và sau khi điều trị nữa. Trong cả cái quá trình điều trị thì chị hoàn toàn cảm thấy nhẹ nhàng, nhanh chóng và đặc biệt là không đau. Rồi máy móc thì lại tối tân nữa, cho nên cá nhân chị thấy là nha khoa quốc tế Daiichi là số 1 luôn đó.